Rồi, hello và xin chào anh em. Rồi, chào mừng anh em lại đến với channel Bay. Và mình là Vũ đó mọi người. Rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ là cùng tiếp tục đến với đó chính là series hành trình tóm tắt 100 ngày của mình từ đầu lên cao thủ. Và vị tướng hôm nay và cái kế skin hôm nay mình sẽ chơi đó chính là Hayate Tử Thần Vũ Trụ nhá. Lúc đầu ấy là mình tính xài cái đó chính là trang phục Tu Di Thành Đế anh em ạ. Nhưng mà cái con Tu Di Thành Đế đấy là 3S, mà 3S thì nó lại đắt nữa. Đấy, thì cái con thì như là một cái con lanh đồng đấy là hình như hơn 1 triệu anh em ạ. Nói chung là phải mua cái trang phục đấy hơn 1 triệu lận. Đương nhiên rồi, anh em có thể nhìn thấy nick này cũng giống như bao nick khác. Nick này là 0% tỷ lệ thắng này, không trận này và chơi bất kỳ một trận nào nha. Nó cũng chỉ là một nick tân thủ thôi và chỉ đủ tướng và có một trang phục để chúng ta cày quan chém ấy. Đấy, rồi còn thì bây giờ không nói nhiều vào vòng vo nữa. Bây giờ mình và cùng anh em sẽ cùng vào đó chính là hành trình mình lên từ đầu lên cao thủ với vị tướng Hayate skin Tử Thần Vũ Trụ nhá. Ok, thì đến với trận đấu đầu tiên, mình sẽ cho anh em xem hiệu ứng trang phục của Hayate Tử Thần trước đã. Trời ơi anh em thấy không? Mượt mà liền. Nghe quả âm thanh nghe chiến lắm nhá. Thôi, đương nhiên rồi anh em ạ. Với cái trận đấu đầu tiên, bất kỳ anh em nào mà tạo nick thì trận đầu tiên luôn là gặp máy nha. Mình nói thật với anh em, trận đầu tiên luôn là gặp máy. Đó, thì ở ngay trận đầu tiên anh em thấy rồi đấy, mình gặp máy nhá. Thì sau khi mà gặp máy xong thì mình sẽ cố gắng đẩy nhanh cái quá trình cái trận đấu này. Nhưng mà trước tiên sau khi đẩy nhanh quá trình, mình sẽ cho anh em xem trận đấu này mình được 2 cái mega kill nha. Đó, ghê không? Rồi, mình đã có được trận đấu đầu tiên và mình đã lên được đồng 3 1 sao nhá. Ôi, và chưa dừng lại đấy anh em ạ. Trận tiếp theo mình gặp Tu Len Tân Niên Thiên Hà nhá. Và trận này mình gặp người anh em ạ. Anh em có thể nghe loa của mình nhận đấy. Bây giờ mình sẽ để nghe cho anh em nghe loa một chút nhá. Đó, anh em thấy tem mình không? Tem mình có một người đang bật mic nhá. Ui, hồi trước thu hồi dưới anh em đã xem cái series của mình rồi đúng không? Thì hầu như là mình mà chơi ấy, mình mà đánh ranh đồng ấy, nhất là ranh đồng 3 ấy, ở ranh đồng 3 mới vào chơi thôi thì hầu như mình toàn gặp máy, mình ít khi mình gặp người mà không hiểu sao. Đến với trận thứ hai là mình đã gặp người rồi anh em ạ. Ui, rất là kinh khủng nhá. Nhưng mà không sao, dù gặp người thì mình vẫn win nhá. Tem bạn đánh vẫn khá là ô dề. Dù gặp người nhưng vẫn dễ. Đấy, gặp người cũng khá là bất ngờ nhá. Sang trận tiếp theo tiếp. Trận này mình vẫn gặp người nha anh em. Mình nói chung là kể từ khi mà mình đánh một trận đầu tiên ấy, mình gặp máy rồi, nhưng mà đến với trận thứ 2 và trận thứ 3 này mình vẫn gặp người anh em ạ. Thì trận đấu này tem bạn đánh khá là ghê nha. Anh em hãy để ý đó chính là thanh niên Butterfly và thanh niên Theonat. Tem bạn sáng Butterfly với lại thằng Theonat đánh khá là hay cực. Lúc này là mình cố gắng mình cũng chạy về này, nhưng mà không hiểu sao cái chiêu hay của thằng Theonat bắn xa với trường mà mình chết nhá. Và rồi một lúc sau ấy, Booster đã phá tới tận đó chính là cái trụ trên rồi. Nhưng mà thanh niên này thay vì về ấy, nó không chịu về, nó cố gắng nó để trụ nha. Và sau khi chết nó vẫn lấy được cái trụ top của mình ấy. Đến với một lúc sau, tới phút thứ 8 rồi, tem mặt 7 kỳ cao và trận này ấy, tem mình phế lắm nha mọi người. Nói chung là trận này mình phải gánh ấy, trận này tem mình đánh phế cực luôn ấy. Nhưng mà cũng may là trận này mình gặp được ông Mina đánh khá là hay với lại cả Van Heo nữa. Nhưng mà mặc dù là đánh ổn ổn nhưng tem bạn tem mình vẫn fit nhá. Tem mình vẫn đánh không nổi tem bạn. Nhờn này. Và rồi anh em biết gì không? Sau khi mà nó thấy mình đánh được ấy, thì thanh niên Booster này gáy một pha đấy, anh em thấy không? Kêu mình chia hay khét đấy. Và kiểu như là dạng chắc là đang khinh thường mình. Nó nghĩ trận này nó có thể win nhưng mà không. Mình vẫn cố gắng mình gánh cái trận đấu này nhá. Nhờn, nhờn, sao? Sao, sao? À, thằng Ben. Sao? Sao, 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 sao? Sao? Nhờn chúng tôi vẫn đánh được. Anh em cố lên. Giết thằng Hayate này. À quên, giết thằng Booster chứ. Cứ bị liệu không, khổ thật đấy. Rồi, và ngay lúc này ở phút thứ 9 nha mọi người. Phút thứ 9 này là cũng may là sau khi giết được theo nát ấy thì mình cố gắng mình đẩy trụ lên luôn. Nhưng mà lúc này mình tính lướt lên mình chơi ấy. Nhưng mà hồi sau thì lòi đâu ra thanh niên Triệu Vân. Thì cũng may là mình được mạng cả Triệu Vân này, mạng Booster nha. Nhưng mà bị trả giá bởi mạng của... A few moments later. Ui, trời ơi. Ấn tim mượt chưa? Rồi, và lúc này ở phút thứ 15 nha mọi người. Phút thứ 15 thì mình quyết định mình vào mình ăn qua chi dài. Biết là có pen ấy, nhưng mà ăn đổi 50 50. Nhưng mà cũng may
thì mình vẫn ăn được con Shiya này. Và sau khi mà kiểu như là ăn được con Shiya này xong ấy, thì mình quyết định phải đẩy lên trên. Mà không hiểu sao ở đứng mid thì Mina với lại Van Heo đã làm một pha mà quét sạch được cả team bạn luôn. Và đương nhiên rồi, sau khi mà quét sạch thì mình đẩy nhanh cái trụ này luôn và mình đã thắng được cái trận đấu này nhá. May là trận này mình lật kèo được ấy. Trời hên thật sự luôn, mình cứ tưởng trận này là mình đã bị mất chuỗi thua cơ. Và mình đã lên được đó chính là rank đồng 3. Đấy, và anh em thấy không? Lúc này chỉ mới rank đồng 3 thôi mà mình đã gặp những thanh niên như vậy rồi. Nhưng mà cũng may sau khi mà trải qua cái trận đấu đấy thì trận đấu tiếp theo thì mình vẫn có một trận đấu khá là dễ dàng nha. Và mình đã lên được đó chính là rank đồng 2 nha mọi người. Rồi, đến với trận đấu tiếp theo tiếp. Trận này mình lại gặp một team đánh khá là kinh nhờ. Mình thấy anh em team bạn đánh cũng khá là được. Ôi rồi, lau tinh vân sứ à, Laurie tinh vân sứ cũng ghê đấy. Nhưng mà gặp tử thần thì cút. Rồi, đến được phút thứ 5. Cũng may là tới phút thứ 5 là team bạn cứ đi đâu lung túng đấy anh em. Và mình phá được trụ nha. Nhưng mà trận này ấy, anh em có để ý là đó chính là Laurie tinh vân sứ. Thì mình thế với anh em là ông Laurie tinh vân sứ này chắc chắn là cũng, nói thẳng ra là cũng lấy ạc rèm giống như mình ấy. Đấy, thì nói chung là trận này gặp rank Laurier tinh vân sứ ấy, ông bên kia đánh khá là ghê, nói thẳng ra là gánh cả team bạn ấy. Đó nên là team mình đánh khá là chật vật. Đấy, ở đầu game team mình đánh khá chật vật nha, nhưng mà cũng may là ở giai đoạn về sau ấy, team mình vẫn lấy được lợi thế và vẫn đánh được nha. Lúc này là mình rút kinh nghiệm rồi. Mình đánh rất là cẩn thận luôn, mình không có hổ báo như cái pha vừa nãy nữa. Đấy, và mình lấy được giết được mạng của Arthur và ăn được cả trụ nhá. Đánh không? Ui, đầu đa vậy? Đầu đa về bạn. Ghê nha, tôi chơi được đó. Giết luôn. Nhờn này. Lúc này nó đang ở phút thứ 17 rồi anh em ạ. Đấy, và mình quyết định mình anti vào mình có combat luôn. Và đương nhiên rồi, ở cái combat lần này là team mình thắng nhá. Thường thì kiểu Laurier cuối game thì gặp những con vị tướng mà sâu sát thương ấy thì sẽ khó đó đánh. Và đương nhiên rồi, sau khi mà team mình quét sạch xong và có cả Shiya ở đây thì mình đã lấy được cái trụ này nhá. Và mình lại tiếp tục, đó chính là lên được rank đồng 2 và mình chỉ còn 2 trận nữa mình lên rank đồng 1 nhá. Rồi, và sau khi đẩy nhanh quá trình tiếp thì trận đấu này cũng khá là dễ. Ở cái trận, nói chung là những cái trận nào mà dễ đấy anh em thì anh em cũng biết đấy, những cái trận nào dễ thì mình sẽ tua nhanh lên nhanh luôn, kiểu như là đỡ phải anh em xem và tốn thời gian. Đó, thì đương nhiên rồi, trận này mình gặp team bạn không gọi là căng, kiểu như là đánh vẫn dễ anh em ạ. Và mình đã thắng được cái trận đấu này nha. Và sau khi thắng trận đấu này xong, mình đã lên được đó chính là rank đồng 1. Đây rồi, trận tiếp theo mình gặp Lavi xạ thần tinh vệ và Tulen tân thần hoàng kim nha anh em. Thì đương nhiên trận đấu này mình sẽ chuyển sang là mình đi top nhá. Và gặp mình, nói thẳng ra là team bạn biết chơi. Team bạn mình gặp Tulen với lại Lavi bên kia đánh khá là kinh ấy. À đâu, nói chung gặp Lavi với lại Tulen đánh mình không biết như nào, nhưng mà trận này mình gặp ông Alan đánh cũng khá là ổn. Nhưng mà dù đánh ổn thế, gặp mình thì mình vẫn gọi là cút nha. Thì đương nhiên rồi, sau khi mà trận này mình đi top ấy, trận này mình đi top thì mình quyết định là mình chỉ đẩy một đường thôi. Nhưng mà kiểu mình gặp bên kia, gặp Tulen với lại gặp cả Lavi, chắc chắn là gặp người biết chơi rồi. Nhưng mà không chỉ riêng hai thằng đấy nha, mà team mình đánh kinh với chở nhất ông Javis ấy. Anh em ý ấy, thanh niên Javis này đấy cũng khá là ghê đi. Và rồi anh em biết thế nào không? Những lần sau đấy thì team mình đánh, nói thẳng ra là team bạn đúng không? Và rồi Tulen thấy mình có trang phục ấy, chắc chắn là cũng sẽ hỏi mình mua nick như nào, nhưng mà mình không nói. Chắc chắn là mình sẽ im re, mình không nên tiết lộ cái giá mình mua skin này. Để lỡ đâu mà mình kiểu mình chơi xong mình còn bán cho anh em xem, đúng không? Rồi. Và rồi đương nhiên trận đấu này mình đã có một trận thắng win khá là dễ dàng nhá. Do là trận này, nếu thẳng ra với anh em ấy, nếu mà trận này mình gặp 4 ông team mình mà gà đi là mình sẽ đánh cực kỳ khó khăn đi. Nhưng mà cũng may ấy là trận này team mình ông nào đánh cũng khá là ghê. Trận này team mình ông nào cũng biết chơi nha. Đấy, và chắc chắn rồi, trận này mình đã có một trận đấu khá là dễ dàng. Mặc dù là gặp bên kia là hai ông cũng là team, cũng là trận rank. Rồi, và sau khi một lúc sau đấy anh em, mình đã lên được đó chính là rank mặc 3 rồi nha mọi người. Nhưng mà mình sẽ cho anh em xem ở cái trận đấu mình vừa thắng. Cái trận này mình gặp thanh niên Van Heo nha. Nhưng mà anh em biết gì không, thanh niên Van Heo này cũng đang leo tràm giống mình ấy. Nhưng mà khá đen là
mình đã kiểu như là bẻ gãy thanh niên này, và thanh niên này đã có một trận thua và kiểu như là bị mất tỷ lệ thắng nha mọi người. Chắc là nói chung là cũng khá là cay cú. Rồi. Và sau khi tua nhanh thời gian, hiện tại mình đã lên được đó chính là rank vàng 1 nha anh em, và mình đã bị mất một trận thua. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái trận thua của mình. Nói chung trận đấy khá là xui, anh em biết sao mình xui không? Đây, mình cho anh em xem. Trận này mình xui là bởi vì hai thằng AFK anh em ạ. Nếu như nó không AFK, mình nghĩ mình có thể thắng, nhưng mà hai AFK thì làm sao mình gánh nổi. Rồi, thì đến với trận đấu ở rank vàng này, sau khi mà mình cố gắng mình đánh anh em, kiểu như là bởi vì dung lượng mình nhiều quá, mình đẩy nhanh cái kéo trình trận đấu mình chơi luôn. Thì lúc này mình đã lên được đó chính là rank vàng 1 rồi nhá. Thì ở ngay trận đấu vàng 1 đấy, tem bạn đánh cũng khá là ổn, nhưng mà lúc đầu ấy là tem mình đẩy cực kỳ cao nhá. Tem mình nói chung ép tem bạn đánh kiểu thở không nổi luôn. Nhưng mà khá xui là ở phút thứ, nói chung là ở tầm về sau đấy anh em biết là cái con AD ấy, tem bạn là cũng có khá là nhiều AD. Và anh em biết là tầm về sau ấy, AD thì kiểu nó có đồ nó bắn cực kỳ khỏe đi. Thì lúc đầu là tem mình kiểu đánh khỏe đấy, nhưng mà về sau này anh em thấy không, lúc này là lúc là phút thứ 14 nữa này, tem mình kiểu bị tem bạn đánh quét sạch ấy. Thì mình cố gắng mình bỏ công, mình cố gắng mình lấy lại lợi thế đấy, mình giết được mạng của Kalichi nha. Nhưng mà lúc này ấy, kiểu Violet tóc biến lên và ăn được mạng của mình khá là đen. Thì sau khi mà mình chết xong ấy, thì tem bạn đã đẩy vào và cực kỳ sâu nha, tem bạn đẩy vào cực kỳ sâu luôn. Nhưng mà một lúc sau, nhờ một pha chủ quan của Violet thì Violet đã bị chết ở cái pha này, và cả thêm cả Mina luôn. Xong ngồi Kalichi với lại Vanyao không chịu về, Kalichi Vanyao cố gắng ở lại nhá. Thì đương nhiên rồi, ở lại thì phải trả giá cho cái mạng chết của này. Mặc dù tem bạn ăn được con Chia nha mọi người, nhưng mà ăn con Chia xong mà tem bạn không còn ai cả thì đương nhiên rồi, tem mình đã lật kèo nhá và lấy lại được cái trận đấu này. Và mình chắc chắn rồi, không để sót cơ hội, và mình đã lấy lại cái trận đấu này luôn nha. Vàng 1 2 sao này. Cố gắng lên rank kim cương nha. Đấy, thì sau thì trước tiên mà mình vào thì mình cho anh xem đấy, thanh niên Violet này em thấy không? Đánh chuỗi cực kỳ kinh đi, với lại cả thanh niên Van Heo nữa đấy. Hai ông này cũng đang là tạo nick và đang cày lại rank nha, mình nhìn là biết rồi. Chơi đánh kinh thật sự luôn đấy. Nhưng mà không sao, gặp mình thì vẫn phải gãy thôi. Rồi, trận tiếp theo mình gặp Liliana Tân Nguyên bị ly anh em ạ. Nhưng mà nhìn vậy thôi, mình vẫn thắng trận này. Ông Liliana này dù mua nick rank nhưng mà đánh hơi dở nhá. Giống kiểu là tập chơi đấy anh em. Mặc dù là kiểu mua nick cày cham ấy, nhưng mà đánh hơi dở anh em ạ. Và rồi, mình đã chuyển qua sang cái trận đấu tiếp theo nha, luôn nha mọi người. Thì hiện tại là mình đang ở rank vàng 1 năm sao. Và cái trận đấu này là cái trận cuối ông mình sẽ lên rank bạch kim ấy mọi người. Thì trận này mình gặp tem bạn đánh cũng khá là ghê nha. Mặc dù tem bạn không có con tướng nào gọi là có rank như mình ấy, hầu như ấy những cái trận đấu mình chơi đấy, mình gặp thanh niên nào mà có kiểu một skin SS như mình ấy thì mình khá là sợ đấy. Còn những cái trận nào mà không có skin SS thì mình mới không sợ. Nhưng mà không hiểu sao cái trận đấu này ấy, mặc dù tem bạn không có skin SS nhưng mà tem bạn đánh khá là ghê nha. Nếu tao với em luôn, anh em thấy ở ngay phút thứ 11 đâu, tem bạn ăn tận 20 mạng và tem mình ép tem mình cực kỳ ghê đi. Và cũng may ở pha này Laurie ráng giết mình ấy, cũng hên là mình có được cái lốc giáp mà mình vẫn sống được nha. Và rồi ở tới phút thứ 13 mình đang cố gắng mình đẩy trụ lén đấy, thì mình gặp Phan Heo ở đây, thì Phan Heo tóc biến lên giết mình. Nhưng mà cũng may mình có gươm Uriel và mình counter được nha, và mình có cả cái giáp hồn mệnh nữa. Ui anh em thấy không, rank vàng thôi mà nó biết tóc biến lên, nó kiểu nó tiếp cận mình để đơn tin nó giết mình ấy, anh em thấy không, rank vàng mà đánh cơ đấy. Và rồi lúc sau thì có cả Kalichi với lại Triệu Vân ở đây, nhưng mà cố gắng giết mình giết không được nha. Thì bị tem mình đâu có, anh em biết sao, mình giết lại nhờn với chúng tôi này, nhờ sơ hở. Pha này là Natalia mất E đấy mọi người, nên là mình mới lao vào mình chơi ấy. Rồi tới phút thứ 14 mình quyết định mình cố gắng mình phá trụ, nhưng mà không hiểu sao lòi ra đó chính là Van Heo với lại cả Kalichi nha mọi người. Và mình đã chết ở cái mạng này nhá. Rồi và rồi tới phút thứ 15 tem bạn đang con Shiya này, mình quyết định mình vào mình anh em biết rồi đấy, mình vào mình ăn được hai mạng nhá. Và mình quên nói với anh em là trận này mình đi rừng nhá, chứ không thôi anh em lại không để ý. Rồi và mình tưởng sau khi mà mình giết được anh em, mình tưởng là mình giết được tem bạn không ăn Shiya, nhưng mà không hiểu sao con Natalia nó cố gắng nó ăn con Shiya đấy anh em ạ, và không ăn không được mạng Shiya mà còn bị chết nữa. Và đương nhiên rồi, trận đấu này mình đã thắng nhá. Và mình đã lên được đó chính là rank bạch kim sau hơn một ngày anh em ạ, gần 2 ngày mình mới chơi. Thế đến rank bạch kim khổ thật sự luôn đấy. Rồi và lúc này
là mình sau khi lên bài kim xong ấy thì mình chơi chung với lại mẹ gạo nha anh em. Anh em thấy cái tên VWIC của mình không? Gặp cả Rat siêu Việt với cả Laurie công nghệ đó thì anh em nghĩ tên bạn chơi kiểu gì? Đó. Và sau khi mà mình cố gắng mình tua nhanh ở phút thứ 15 nha. Đấy, lúc này là mình tua phút thứ 15 luôn. Đấy, và mình cố gắng mình giết được mạng của Nagaroth này nhưng mà không giết được. Thì đương nhiên không giết được mạng của Nagaroth thì mình giết tạm mạng của Guru nhá. Và giết luôn cả mạng của Jaina này. Nhưng mà khá đùi là tên bạn tới kịp. Thì lúc này tên bạn giết được mình nhá. Nhưng mà sau khi giết được mình thì tên bạn cũng phải trả giá anh em ạ. Đấy, anh em thấy sức mạnh của skin chưa? Và rồi, sau khi mà giết tên bạn xong thì tên mình bắt đầu đẩy lên và lấy được cái trụ này nhá. Đó, và trận đấu này khá là dễ dàng. Và mình đã lên được bạch kim 5-4 sao nha. Và rồi, tua nhanh lên. Hiện tại mình đã lên được, đó chính là bạch kim 5-5 sao nhá. Đến với trận đấu bạch kim 5-5 sao này, thì trận này là mình đó chính là mình đi đường ròng tiếp anh em. Thì lúc này ấy, tên bạn đánh, nói chung là tên bạn đánh bình thường lắm. Tên bạn đánh không gọi là gì khó khăn cả. Nhưng mà không hiểu sao tên bạn kéo cả 5 thằng lên đây cố gắng bắt mình luôn. Thề luôn ấy. Nhưng mà điều đương nhiên là tên bạn phải cố gắng phải kéo lên đây bắt mình ấy. Chứ tên bạn mà không lên đây thì chắc chắn là tên bạn chết luôn. Tới phút thứ 5 anh em biết không? Tên bạn nói thẳng ra là cả 5 thằng ấy, 5 thằng toàn lên đây luôn. Bỏ hết cả đường len mid, cả đường len ở phía trên luôn. Toàn xuống dưới đây kiểu cố gắng ép mình ấy. Nhưng ép không nổi. Và rồi đương nhiên rồi, trận đấu này mình lại có một trận thắng khá là dễ dàng nha. Và mình đã lên được, đó chính là rank bạch kim 4. Và rồi những trận sau đấy anh em, những trận sau đấy là những cái trận đấu cực kỳ dễ dàng. Thế nên là mình sẽ bỏ qua cho anh em cùng xem luôn. Đấy, mình đã lên được rank bạch kim 4 2 sao nha. Kiểu như là những cái trận đấu này ấy, nó không có gì gọi là khó khăn cả. Kiểu nó cực kỳ dễ. Nhưng mà rồi anh em biết không, ở trận đấu bạch kim 4 2 sao mọi người ạ, bạch kim 4 3 sao chứ, chuẩn bị lên bạch kim 4 3 sao thì mình thua trận này anh em ạ. Anh em biết sao trận này thua không? Trận này mình gặp tem thề luôn đấy. Mặc dù mình fit 12 mạng nhưng mà tem mình, đây mình sẽ cho anh em xem lịch sử đấu. Trời ơi, mình thề với anh em luôn đấy, trận này mình gánh không nổi. 24-0-11 thì làm sao mà mình gánh nổi đây. Mình với lại theo nát đánh không nổi anh em ạ. Bởi vì mấy thằng kia nó fit kinh quá, nó không biết chơi anh em ơi. Nó phết kinh khủng luôn. Thế nên là mình đã thua cái trận đấu này nhá. Xong rồi mình lại tiếp tục tua nhanh ở cái trận đấu này, tua nhanh ở những cái trận đấu tiếp theo của mình ấy. Và hiện tại mình đã lên được, đó chính là rank bạch kim 3 2 sao nhá. Và rồi anh em để ý không, từ rank đồng cho tới giờ ấy, mình gặp những cái trận đấu mà mình được có người DSP cực kỳ ít luôn. Thì cũng may là trận này mình gặp được ông Alice, ông SP cho mình nha. Và đương nhiên rồi, những cái trận đấu mà mình được có người SP thì đánh rất là nhanh nha. Nói chung là trận nào mà tranh lane thì đánh mệt lắm, còn trận nào mà có người DSP cho mình thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều mọi người ơi. Và rồi chắc chắn rồi, trận đấu này mình vẫn có một trận đấu khá là dễ dàng nha. Nhưng mà trận này kiểu mặc dù mình được Alice SP nhưng mà trận này mình đi top anh em ạ. Và rồi những lần sau đấy, mình chỉ đó chứ là mình chỉ đi một đường thôi. Mình mặc kệ tem mình đi như nào, bởi vì là mình cố gắng muốn win nhanh ấy, mình cố gắng mình đẩy nhanh thôi để cho tem bạn kiểu không kịp thở oxy ấy. Đó, và mình ép liên tục luôn. Mình không có kiểu như là mình không đi đường khác nhá, mình cứ ép liên tục ở đường dưới thôi. Trời, lúc này mình đang TNT chứ không phải mình đứng yên đâu mọi người, mà hết nội năng ấy. Mình bị hết cái nội năng ấy nên là khá là xui. Trời ơi, ulti mượt vãi, thấy ulti đẹp nhở. Và rồi chắc chắn rồi, trận đấu này mình đã thắng nhá. Trận này thắng khá là dễ. Bạch kim 3 2 sao rồi mọi người ơi, cố gắng thêm. Rồi thì đến với trận đấu bạch kim 3 5 sao. Trận này mình gặp team mình lại tiếp tục đánh khá là gà nha mọi người thật. Bên kia có bộ đôi Van Heo với lại Grack, bên mình cũng có bộ đôi Van Heo với Grack, nhưng mà đúng là bên team bạn đánh cực kỳ hay, còn bên team mình đánh chán thật sự luôn. Nhưng mà ông Grack bên mình đánh được nhá. Grab bên mình đánh được, nhưng mà ông Van Heo bên tem mình fit cực kỳ nhiều luôn. Cứ ra là fit anh em ạ. Nên là mình phải chửi ấy, mình cực kỳ bực luôn ấy. Đó thì lúc này là ở phút thứ 7 ấy, mình cố gắng mình đẩy ở đường top ấy. Đường top của mình ấy là mình đẩy cực kỳ cao rồi, nhưng mà ở đường dưới này ấy, thằng Van Heo nó fit liên tục luôn. Và kiểu như là để cho Grab với lại Van Heo bên kia nó ép ấy, nên là mình phải chuyển sang ở đường dưới này mình ép lại ấy. Và rồi sau khi mà mình ép xong, mình cố gắng mình đẩy lên trên cao này. Thì mình giết được, mình không giết được ai cả. Mình bị choáng em, và đương nhiên rồi trận đấu này, à đâu, vào cái pha này mình bị chết nhá. Thề thằng Van Heo kia nó fit liên tục luôn, mình thề.
thả nó AFK tên mình còn win đấy, 08 nó ra nó fit liên tục luôn mà. Đấy anh em thấy không? Cứ ra là fit, cứ ra là fit, xong rồi mình còn bị Grab hút rồi mình chết nữa cơ. Xong rồi anh em biết không, đến với phút thứ 10 đấy mình còn tưởng là trận đấu này mình thua rồi cơ. Đó, và tên bạn ép và đẩy đến tới cái trụ trên này rồi. Và cũng may đây, lúc này sau khi mà giết được bạn của Van Heo xong ấy thì tự nhiên có một cái đường tơn lính ở trên đây, và mình quyết định mình me cái tơn lính này, mình vào mình đẩy trụ nhá. Mình không quan tâm mình đánh nhau nữa anh em ạ, bây giờ mình chỉ phá trụ chứ bây giờ mà không đánh thì khả năng cao tem mình có bắt 5 năm mà không lại đâu. Và cũng may trận đấu lật kèo này mình đã thắng nhá, và mình đã lên được đó chính là bạch kim 3 5 sao. Rồi đến với trận đấu cuối cùng mà mình lên bạch kim 2 thì trận này mình lại tiếp tục bị giành lane anh em ạ. Nói thẳng ra là anh em biết rồi đấy, những cái trận ở đâu những cái rank thấp ấy người ta toàn pick AD cực kỳ nhiều luôn, thì trận này mình sẽ đi chung với lại Van Heo nha. Nhưng mà cũng may là đi chung với Van Heo ấy thì phá trụ cực kỳ nhanh luôn, biết là kiểu bị thọt lính ấy, nhưng mà được cái là kiểu khi mà hai AD phá trụ thì anh em biết rồi đấy, phá trụ cực kỳ nhanh luôn. Và rồi lúc này ở tới phút thứ 5 thôi thì mình với lại Van Heo phá được cả trụ ở đường dưới rồi, và giết được cả ép được hai mạng của tên bạn luôn nhá. Đấy và anh em thấy không, trận này team mình với lại Van Heo đánh cực kỳ hay. Đó, kiểu Van Heo bên mình ấy đánh cũng hay nha. À quên nói với anh em là trận này mình gặp Victor Susano nhá. Mình không biết là ông kia có phải Ryan không, nhưng mà đánh cũng khá là bình thường, không gì hay cả. Và trận đấu này nói chung là team mình ấy đường mid với lại kiểu như là đường top đánh cũng khá là hay. Nói chung là team mình ông nào ép cao cực rồi đấy. Và anh em biết rồi đấy, trận đấu này là chỉ là thắng về vấn đề thời gian thôi, chứ không có gì gọi là khó cả. Rồi lúc sau tay bạn đầu hàng luôn, một lúc sau kiểu mình không cần phải đẩy ấy. Đấy, sau hơn cả chục trận chơi thì cuối cùng cũng đã có một trận đầu hàng và mình lên được, đó chính là rank bạch kim 2 một sao nha mọi người. Cố gắng đánh thêm một chút nữa mình lên kim cương rồi. Rồi thì đến với trận đấu bạch kim 2 2 sao là cái ở trận đấu tiếp theo đấy. Trận đấu tiếp theo thì mình lại tiếp tục dễ dàng có cái trận đấu này. Trận đấu này tên bạn kiểu như là pick SP cực kỳ nhiều luôn, và tên bạn đánh nói chung là đánh hơi non anh em ạ. Nên là chắc chắn rồi, trận đấu này mình lại thắng nhá. Rồi, mình chỉ còn vài trận nữa thôi, mình lên bạch kim 1 nhá. Rồi, đến với trận tiếp theo, mình gặp John Long Tần Xoái. Còn bên kia là mình gặp Richter Susano anh em ạ, nhưng mà ở rank bạch kim. Mà con Richter Susano mà không điểm là anh em biết rồi đấy, mình lại thắng nhá. Và rồi, mình lại cộng thêm một sao nữa. Đương nhiên, những trận sau đấy là những trận cực kỳ dễ dàng, mình lại tiếp tục cộng thêm được thêm vài sao nữa nha mọi người. Đấy, bởi vì những cái trận đấu nào dễ thì mình sẽ tua nhanh những cái trận đấu đấy cho anh em cùng xem thôi. Và mình đã được lên đó chính là bạch kim 2 năm sao nhá. Rồi, và đến với trận đấu bạch kim 1 là trận cuối mình lên bạch kim 1 đấy. Thì trận này mình gặp Laurier Tinh Phân Sứ nhá. Và mình đã bảo với anh em 100% là ông Laurier Tinh Phân Sứ này tạo ạc cũng như mình thôi. Ây da giết luôn bạn ơi, đấm nó, tôi đấm nhau cú với bạn luôn, cướp đường nó luôn này. Ôi nó ghê quá anh em ơi, giết nó được không? Tôi xong ngồi đánh với nhau với lại Tinh Văn Sứ đầu game là ăn cứt rồi, thề luôn ấy trời, nhờn này. Lúc sau ấy mọi người, lúc sau thì lần đầu tiên, biết thân anh em không, em không biết anh em có để ý không, thì đây là lần đầu tiên mà mình bị tem bạn đẩy trụ đường của mình nha. Thì hầu như mình chơi từ đầu trận tới rank đầu tận bây giờ ấy, hầu như mình toàn đẩy trận tem bạn thôi. Nhưng mà trận đấu này là lần đầu tiên mình bị tem bạn ép trụ và đẩy trụ đầu tiên nha, kiểu như là bị phá trụ đầu tiên ấy. Thì đương nhiên sau khi mà Van Heo chết thì mình đẩy lại trụ và mình ăn được mạng của gần Grab nhá. Một lúc sau là tem mình bị thua nha, chắc chắn rồi. Gặp Laurier Tư Vân Sứ thì gặp ông này khá là hay, và ông này kiểu như là ép cho Lina bên team mình không được chơi game luôn. Nhưng mà cũng may là lúc này mình vẫn ăn được mạng của Laurier nhá. Kiểu như là solo với Laurier nhiều quá nên là mình biết sát thương của Laurier gây ra như nào ấy, nên là mình vẫn ăn được mạng. Và rồi một lúc sau thì mình không quyết định mình không ép một đường nữa, bởi vì là Laurier cũng khôn rồi. Kiểu Laurier bên kia là kiểu đẩy đường ấy, thì mình quyết định mình đi ram, mình đi di chuyển liên tục luôn chứ mình không đi một đường nữa. Rồi, đến với combat ở phút thứ 8, lúc này là mình đớt lên mình ăn được mạng của Van Heo và ăn được mạng của Laurier nhá. Lúc này Laurier vẫn chưa bộc lộ được sức mạnh khỏe đâu.
Xong rồi lúc sau giết được mạng của Crack sau khi mà Crack lướt lên nhá. Nhưng mà rồi lúc này Yuka đã làm một pha cực kỳ hay đi. Kiểu mình lướt lên mà mình không hiểu sao mình làm một pha gì đấy mà mình bị Yuka giết nhá. Và rồi lần sau đấy mình lại tiếp tục bị Yuka bắt lẻ và giết được mình nhá. Thì khá là đen luôn ấy. Đấy kiểu như là mình tính lúc này mình pha mình tính về được nhưng mà mình ulti lên đấy nhưng mà không đủ đam. Trời. Trời mày kéo đây ai cứu mày? Ai cứu mày? Ai cứu mày pha này? Nói rồi. Ê nha. Mình biết ngay là bạn tới mà. À Yuka luôn nè. Ai ui ulti tốc biến rồi à. Nhưng mà còn giáp hộ vệ. Còn giáp hộ mệnh chứ. Không có lần sau nữa đâu bạn ơi. Rồi. Và trận đấu này mình đã win nha. Cũng may là cố gắng win nhanh khá là mệt. Ôi mình thấy với anh em bây giờ. Lúc này ấy là mình đã lên bạch kim 1 rồi mọi người ạ. Nhưng mà mình tính nghỉ mình không muốn chơi nữa. Lúc này mình cũng khá là muộn với lại mình chơi cực kỳ mệt rồi. Nhưng mà thôi. Vì content với lại vì đam mê với lại cộng thêm là vì sự yêu thích của mọi người là mình cố gắng mình chơi nha. Thì trận đấu ở bạch kim 1 ấy, trận này là mình đi rừng nhá. Nhưng mà khá xui là ở đầu game là mình bị thanh niên Natalia cướp rừng em ạ. Nhưng mà kiểu như là lúc sau ấy mình ăn được mạng của Arthur và thanh niên Ngộ Không với lại cả Natalia này cố gắng ép và giết mình ấy thì mình đã cố lùa nhá. Thì cũng may có Ryoma ở đây. Và anh em biết sao không, mình đã lấy được lại cái bùa của Natalia. Dám cướp bùa của tao mày. Và rồi sau khi mình ăn được rồng xong, nói chung là mình mà chơi Natalia ấy anh em, à đâu, mình mà chơi Hayate mà mình đi đứng ấy, thường là mình sẽ ăn rồng hơn là ăn con Shiza nha, bởi vì ăn rồng nó sẽ kiểu farm nhanh hơn ấy. Thế nên là mình thường ăn rồng ấy. Nhưng mà một lúc sau thì mình bị thằng Ngộ Không nó giết anh em ạ. Khá là đen. Trời ơi, bị nó giết kiểu đen chưa. Đây rồi. Nhờn. À quên nói với mọi người là trận này mình gặp Lavi xạ thần tinh vệ nhá. Trận này mình gặp ông Lavi cũng kiểu ạc reng đấy mọi người. Đánh cũng khá là được, nói chung đánh được. Nhưng mà vẫn thua mình một bậc. Không, thua mình nhiều bậc luôn anh em, chứ không phải thua mình một bậc đâu. Ây da. Nhưng mà không sao. Mặc dù gặp Lavi xạ thần tinh vệ với kiểu như là mình bị chết nhiều nhưng mà team mình đánh cũng khá là ghê nha, team mình đánh được. Lúc này là mình bị ba thằng team bạn lùa này. Nhưng mà lùa thì vẫn đi. Mình ulti lên nhưng mà thằng Ngộ Không về rồi nhưng mà về sao được mình. Với lại cả thanh niên Murat nữa. Murat nó không chịu về anh em ạ. Và chắc chắn rồi, mình có triple kill cho mình khá là dễ dàng nhé. Lúc sau thì Natalia ráng bắt lẻ mình nhưng mà trưởng toàn hụt thể bó tay luôn. Xong rồi thêm thanh niên Arthur nữa mà gặp con này ảo tưởng với mình nữa. Lúc này là cũng may là có Ngộ Không nhá, nhưng mà thằng Ngộ Không nó tính đứng đây rừng mình này thì mình ulti vào đây luôn đó, đứng với chúng tôi. Và rồi em biết không, lúc này ở phút thứ 13 rồi, lúc này là Ngộ Không tính bắt mình này thì mình vào mình ulti mình giết được mạng Ngộ Không nhá. Và xong rồi anh em nhìn ở đường giữa là Lavi cố gắng đẩy được trên nhưng mà mình tự tin. Mình nghĩ là Aya có thể đép được cái trận đấy ở pha đấy. Thì mình quyết định là mình cố gắng mình ép mình đẩy trụ luôn nha. Đấy thì không hiểu sao Aya giết được mạng của Lavi luôn anh em ạ. Ảo ma thật luôn đấy. Và mình giết được mạng của Natalia. Thì sau khi giết được mạng của Natalia xong thì mình đẩy trụ này luôn sau khi có lính nhá. Nói chung là mình cũng khá thắc mắc không hiểu sao pha đấy Aya phá được mà anh em nhìn cái trụ kìa. Trụ của mình gần nát anh em ạ. Suýt nữa là mình thua luôn đấy. Thì cũng may là mình có niềm tin vào Aya anh em ơi. Trời ơi. Chơi như nào nhưng mà thường thì anh em sẽ gọi là những người nào mà có nam còn cầm skin mơ boy là thường là múa cực kỳ mượt đúng không? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào xem trận tiếp theo nhé. Trận này mình đi top nha anh em. Trận này mình đi top để cho hai ông kia đi cùng đường SP. Rồi thằng Ngộ Không chết rồi đấy. Chạy hộ bạn ơi. Múa cũng mượt đấy nhưng mà cút luôn, cút hết. Nó mang khác anh em ạ. Nó không mang tốc biến đấy. À quên, nó mang bộc phá. Rồi, nó chết rồi đấy. Ảo tưởng. Đi nốt. Ui ghê á. Ghê á. Tốc biến các thứ gõ ghê á. Ôi mà thần đi gõ hên nó gõ chí mạng kìa. Ảo ma quá. Lên 4 rồi này. Ba phát chí mạng. Nó có cả ba điều chí mạng em ơi. Đi mày thằng chó này nó chơi. Đâu rồi? Trời đây rồi. Đấy, nữa này.
Fuck man. Thế anh em thế. Ôi sao nó có được chính mạng thế hay thế. Ba cái găng tay bảo thạch nhưng mà mình phải công nhận thằng này nó có ảo thật. Tí đó mình sẽ thay Hyuga bằng lên, mình sẽ lên cái áo choàng băng giá nha anh em, kiểu nó tăng tỷ lệ giáp ấy. Đấy, nữa này. Trời ơi, nữa kìa. Mẹ nó có mình toàn chí mạng thôi anh em ơi. Không bút anti lên à? Ok, nó bút anti lên rồi kìa. Hút anti với chúng tôi này, anti hơi fail nhá. Mà chắc thằng nào lên kịp ấy, thằng nào thấy mình kiểu gì nó cũng ra ra đấy, đấy thấy không? Mình biết ngay mà. Trời ơi, tự ái. Tự ái anh em ơi. Tự ái rồi. Thanh niên kia tự ái rồi. Nagarot tự ái rồi. Bút anti nhanh đấy. Bút anti nhanh đấy. Tội bạn quá. Tem mình dày vò thằng Nagarot. Thằng Nagarot rất nhiều quê lắm anh em ạ. Quê vãi kết ra luôn. Gáy chi rồi để tem tôi nói cho. Nhục chưa. Thề luôn đấy, trận này tốt 2 vãi. Thế tất nhiên là tôi vãi trưởng luôn đấy. Kiểu gáy chi, thả ấy. Bị tem nói lại thì thôi, đừng nói gì cả. Nói chi để người ta gáy lại cho nhục chưa. May quá, mình nghĩ trận này vẫn dễ nhá. Trận này không gặp mấy ông kiểu như là cày cham ấy. Thường là mình gặp những ông cày cham mà có skin kiểu như mình ấy thì mình mới sợ thôi. Còn bên kia thì kiểu hình như là cũng đang ở rank mức bình thường ấy. Nên là mình vẫn sẽ đánh được nha mọi người. Chết chưa? Tao hỏi là mày chết chưa? Sao mà không chết được? Hết tiêu 2 là cút rồi. Rồi xong, Nagarot mà không có bùa thì khác gì là. Thế Nagarot mà không có bùa thì kiểu gì mà xe máy không có sang anh em. Chết rồi đấy. Chết rồi đó. Múa tầm bậy tầm bạ nè, đi luôn. Đó, những trận này rất là nhẹ nhàng nha, mình nghĩ trận này cũng sẽ dễ. Uầy, cố lên anh em ơi. Mình còn 2 trận nữa, cái trận này với lại 1 trận nữa là mình sẽ lên kim cương rồi. Thầy đánh lên kim cương mà khổ quá ấy. Ây! Cồng kềnh quá nhưng thôi, giết được Nagarot xong mình chết cũng được. Không sao ấy. À, bạn đòi chơi à? Bạn đòi chơi à? Rồi sao? Ồ, oh, vẫn chạy được kìa. Vẫn chạy được kìa anh em. Trời ơi, hên đấy. Ui, nhưng sao thằng này trâu thế? Ui. Anh em thằng theo nát, anh em thấy thằng theo nát nó bắn mình không? Thôi win luôn nhá, win. Bãi nổi theo nát bắn đau thế. Không sao, vẫn win. Ok, một trận nữa là mình sẽ lên rồi. Ôi, thế luôn đấy. Fuck man. Ok, một trận nữa là mình sẽ lên kim cương anh em ạ. Cố gắng đánh nốt trận cuối nào. Rồi, và đây sẽ là trận cuối cùng tiếp theo mà mình sẽ lên. Rồi, trận này gặp lượng 4 robot này anh em. Và không biết ông này có phải nick đồ không? Bởi vì bây giờ hiện tại mình đang lên rank kim cương rồi ấy. Cướp bùa. Ờ hay. Sao mà sống được. Thằng này mất tốc biến luôn. Đấm nó bạn ơi. Đấm Malit luôn. Sao chạy được. Thằng Yuka luôn. Thằng Triệu Vân luôn. Yon luôn. Ôi đôi. Anh Vũ lướt như cứt. Nhưng anh Vũ vẫn về được. Ôi, anh Vũ vẫn về được. Thôi về đây vãi nồi tay mặt kéo cả 5 thằng kia. Mình lướt hơi lỗi nha. Nhưng mà không sao, không sao. Tay mình lời vãi. Thề. Oh. Chưa về này. Ôi đôi. Trời ơi.
Thằng gấu đâu ra vậy? Gấu mà không ra là có khi mình sóng về được rồi. Hơi đen nhỉ. Không sao. Ôi rồi. Kéo thằng Yuka, kéo chúng Yon kìa. Ui, Yon gần chết luôn. Ôi gì đấy? Ôi vãi. Hay bạn. Nice. Kéo hay quá. Trời ơi, cảm giác gặp FP phê vãi trưởng là thề. Nữa hả? Ôi, gì đây? Ảo tưởng. Ảo tưởng này. Win luôn. Đánh tốn thời gian. Win luôn. Win luôn. Ôi da, nó không chết rồi. Vâng. Win luôn. Nhưng không có lính. Không có lính em ơi. Hay này, đẩy đi. Hay này. Combo đỉnh này. Vừa này chẳng biết sẽ có cơ hội. Trời má, nó cái gì tụi nó đánh tôi anh em ơi. Khổ quá. Win được kìa, win đi. Thôi win luôn đi, đúng rồi. Win đi bạn, đúng rồi ấy. Trời ơi, đánh tốn thời gian, đánh chi cho mệt. Win, win thôi. À, lên kim cương rồi. Mình nói thật với em là từ hồi giờ mình chơi ấy, cái con cũng không mình đã mệt rồi. Xong bắt đầu mình chơi con Nagaroth ấy thì nó lại đỡ hơn. Con Nagaroth nói chung là cái tiến trình con Nagaroth từ đầu đến cao thủ nó nhanh lắm anh em ạ. Còn bây giờ tới lượt Hayate mình sẽ đánh lâu vãi cứt ra. Bởi vì là cái nick Hayate này nó gặp toàn mấy thằng pro không à. Rồi thì bây giờ mình cũng đã lên được kim cương rồi anh em ơi. Thì mình sẽ xin phép anh em là mình sẽ dừng cái series part 1 ở đây. Thì anh em biết rồi đấy. Mỗi lần mình làm thì sẽ chia ra hai part, bởi vì là nó sẽ cực kỳ dài đi. Nếu mà mình làm chung gộp lại từ đầu lên cao thủ luôn ấy, nó sẽ chắc kéo dài mấy tiếng đồng hồ đấy. Thế nên là mình phải cắt ra từ khúc cho anh em xem dễ hơn. Đấy thì cứ mỗi lần mình lên kim cương thì mình sẽ chờ cho anh em xem part ở phần thứ hai nha. Thì ở phần 2 mình không biết là cái bây giờ bắt đầu từ kim cương lên cao thủ thì nó sẽ như nào đấy, nhưng mà mình cảm thấy là đánh hơi lâu ấy. Mặc dù là mình đánh đây 49 trận là mình lên kim cương rồi anh em ạ. Vậy là bây giờ mình chỉ còn chắc đâu đó cũng gần chục trận đấy, cũng gần 100 trận đấy là mình mới lên được kim cương ấy. Không biết đánh kịp không, nhưng mà mình sẽ cố nha mọi người. Đấy, còn thì bây giờ đặc biệt anh em ở những video tiếp ở đâu, đặc biệt anh em ở đó chính là hành trình phần 2 của mình nhá. Còn thì bây giờ mình đi ngủ đây, mình mệt lắm rồi anh em ơi. Thua thì cũng thua tầm vài trận đấy. Rồi thì đừng quên đó chính là ủng hộ cho mình một cái like nha mọi người. Rồi thì hẹn và tạm biệt anh em ở cái phần thứ hai của mình. Softwareweek.com, sau báo chính thức của anh Vũ Đức Trai. Ở đây có rất là nhiều trò chơi và vòng quay cực kỳ hấp dẫn cho anh em. Chỉ với dưới 20.000 đồng là anh em có thể sở hữu nick hiếm này và 9.990 coin và nhiều phần quà hấp dẫn. Đương nhiên có cả thử vận may cho anh em nào muốn thử nhân phẩm. Bạn nào đang cần nick Linh Quân hay là Quân Huy thì hãy đến với softwareweek.com để ủng hộ cho mình nha.